Hello cả nhà, bây giờ thì Nhung sẽ trải nghiệm cái bộ Artistry Studio dành cho Gen Z, dành cho những bạn đang bị da mụn lên trên da của mình nha. Và Nhung thì mới vừa đi từ ngoài về nhà cho nên là bây giờ mình sẽ tẩy trang và trải nghiệm liền. Đầu tiên thì mình sẽ tẩy trang, và da của Nhung là một người có làn da dầu cho nên là và tính chất công việc của mình cũng hay đi đường nhiều nữa cho nên là nước tẩy trang sẽ là cái sự lựa chọn tốt nhất. Ra đường. Và em nó đã cập bến ở đây. Nhung vừa mới làm cái clip unbox nó và bây giờ sẽ ngay lập tức trải nghiệm nó lên da của mình liền. Quá là nôn nóng và quá là hào hứng luôn. Cái men đầu tiên là sữa rửa mặt làm sạch rồi chết. Wow, lúc mà Nhung mới được nghe về cái thành phần là Zen and Energy là hai cái thành phần mà xuyên suốt trong cái tất cả dòng sản phẩm này. Thì đây cả nhà nhìn thấy đúng không? Nó sẽ ra một cái lượng màu vàng và ở trong đây thì nó sẽ có những cái hạt li ti. Ở trong đây là chiết xuất từ tre xanh và nha đam sẽ giúp làm tươi mới làn da của mình mà nhẹ nhàng lấy cái lớp đó chứ, em sẽ tạo bọc lên. Cái mùi rất là dịu luôn. Cả nhà có thể book lịch để được trải nghiệm em nói liền nha. Trời ơi, rất là refresh luôn, với là mình cảm giác là da nó rất là dịu nhưng mà nó có những cái hạt li ti để nó làm nhẹ nhàng, nó làm sạch cái đó chứ. Wow, cái bọt của nó khá là mịn luôn á. Giống như là sau một ngày mình đã được lấy đi những cái bụi bẩn và ra khỏi làn da của mình mà rất là refresh luôn. Wow, vừa mới rửa mặt xong da rất là sạch và có một cảm giác nó rất là mềm luôn, mềm trên da, da cực mịn cực mềm mà kiểu nó rất là sạch cực đã luôn. Đây chính là chai cân bằng có chiết xuất từ hoa hồng và hoa lilac sẽ dễ dàng làm sạch nhẹ làn da của mình và có 1% acid salicylic. Rất là thơm. Mình nghĩ là đây chắc là cái mùi của hoa hồng. Cái cân bằng ra xong thì mình sẽ ngay tức phải đậy nắp chai lại để tránh bay hơi ra ngoài. Thì khi mà Nhung thoa cái cân bằng này lên trên da thì mình có cảm giác là nó sẽ hơi khô so với lại một vài cái dòng khác như của Artistry. Nhưng mà Nhung lại cảm giác là nó làm sạch da của mình hẳn luôn á. Và giống như nó có một cái lớp kháng khuẩn trên da để làm cho da của mình xé cái độ chân lông lại. Thật sự là rất là refresh. Và đây chính là gel chống mụn thần thánh mà làm mưa làm gió bao nhiêu lâu nay. Và Nhung cũng là cái người có làn da mụn cho nên là rất là mong chờ em này về để mình có thể trải nghiệm thử xem như thế nào. Với cái gel này thì mình có thể sử dụng cho những đúng mụn đã lấy cái nhân ra ngoài rồi, nó sẽ giúp làm mờ thâm và giúp kháng khuẩn rất là hiệu quả. Tại vì trong đây nó sẽ có 2% acid salicylic ha. Thì cái đầu nó cũng khá là nhỏ nè. Công nhận là Artistry thiết kế rất là tinh tế luôn. Để mình có thể lấy một cái lượng vừa đủ ra tay của mình. Ở bên dưới mình lấy một cái lượng vừa đủ sáu, mình sẽ chống lên những cái vùng nào mà ví dụ là đang bị mụn nè. Mụn nó mụn ở đây. Nó mụn ở đây. Phải soi gương nữa cả. Có một cái bật bí nhỏ đó chính là cái gel chống mụn này mình sẽ không nên sử dụng cho những người đang có mụn bọc mụn viêm ha. Và mụn bọc mụn viêm thì mình phải có sự can thiệp để lấy cái nhân mụn đó ra. Ok, tiếp theo thì Nhung sẽ trải nghiệm Tantan kem dưỡng da. Wow, đây là cái kem dưỡng da mà mình chưa có unbox nó luôn. Mình sẽ gỡ cái lớp này ra. Wow, hồi hộp quá. Nó có một cái mùi như mùi bơ vậy, nó rất là thơm nha. Oh, chất kem nó là màu hồng, rất là trendy. Ủa, mùi giống mùi kẹo ngọt vậy ta. Mình lấy một cái lượng vừa đủ nè, sau đó mình sẽ chấm 5 điểm trên da. Mình nên thoa cái chấm mụn trước, sau đó mình mới nên thoa cái kem dưỡng này lên. Còn trường hợp mà da mình rất là yếu thì mình sẽ thoa cái dưỡng lên trước khi mà chấm mụn. Nghĩa là cái lượng vừa nãy khi mình lấy là đã đủ rồi đó. Khi mình thoa lên có cảm giác là nó rất là mềm, rất là mịn, nhưng mà nó có một cái độ ẩm một cách rất là đã luôn, nhưng mà nó không hề có một cái cảm giác là bị bí da. Mặc dù là cái độ ẩm của nó cực cao tại vì cái này nó có hạt bơ mỡ trong đây nữa. Nhưng mà có một cái lưu ý nhỏ là mình chỉ cần nên lấy một cái lượng vừa phải, tại vì nếu mình lấy nhiều quá thì nó sẽ có cảm giác vết trên da của mình liền ha. Và những cảm giác là mình vừa mới thoa kẹo trên da hay sao mà mình cảm thấy rất là thơm. Nó thơm một cái mùi chan như mùi kẹo ngọt vậy. Nói chung là vừa chăm sóc da mà cũng vừa rất là thư giãn. Đây mặc dù là tối rồi nhưng mà vẫn phải ẩn sẽ unbox cái xịt khoáng này để mình trải nghiệm ha. Đây, xịt khoáng này có thành phần là hạt lựu đỏ với lại là nước, sẽ giúp cấp ẩm ngay tức thì và mình có thể sử dụng bất kỳ lúc nào mình thích. Nếu mà mình đi ra ngoài đường mình cảm thấy là nó nắng nóng quá thì sau khi mình vào trong một cái khu vực, ví dụ mình có thể vào trong nhà vệ sinh, mình xịt khoáng vài cái là tự nhiên da của mình có một cái độ ẩm căng mướt một cách rất là refresh luôn. Nhưng sẽ xịt thử ha. À, nói chung là nó thơm nhưng mà nó rất là cấp ẩm cho da luôn. Nói chung là đã lắm. Mọi người nên có một cái em này trong túi của mình nha. Đặc biệt là với Sài Gòn mùa rất là nắng nóng hiện tại bây giờ.